Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với channel của bạn Lý Biêu. Và ngày hôm nay Lý Biêu giới thiệu với các bạn một chiếc máy ảnh này nhé. Trên tay Lý Biêu đây là một chiếc máy ảnh chụp bằng phim. Tên của máy này là Olympus Trip 35 ha. Thì đây là những chiếc máy khá là xưa rồi nha. Thì bên ngoài của nó thiết kế thì cái bộ vỏ của nó là bằng kim loại. Nói chung cái máy này toàn thân nó là bằng kim loại nha. Đó. Các bạn nhìn thiết kế rất là ok, rất là vintage, rất là đẹp luôn nha. Thì máy này là máy chụp bằng phim. Thì muốn mà chụp cái máy ảnh này thì các bạn sẽ tìm mua những cuộn phim như thế này á. Ở đây là những cuộn phim gọi là phim 35mm hoặc là tên gọi khác là phim 135. Thì để mà chụp ảnh thì các bạn sẽ mua những cái cuộn phim như thế ở trên mạng á. Hiện nay ở trên mạng thì còn bán rất là nhiều những chiếc máy như thế này. Thì khi mà các bạn mua những cái cuộn phim này về á, chúng ta sẽ mở ra, chúng ta gắn cuộn phim này vô ha. Thì Lý Biêu có một cái clip hướng dẫn về cách lắp phim cho máy ảnh phim. Đối với cái máy ảnh mà nó có cái tay quay, có trục quay như thế này ha. Thì các bạn nào mà chưa biết á, thì xem cái clip đó giúp mình. Rồi. Thì mình giới thiệu sơ lược của máy này. Thì máy này có sử dụng cái tiêu cự ống kính đó là 40mm f2.8. Máy này là gọi là máy phim. Và nó có đo sáng ha. Thì ở phía trước này, những cái phần này nè, này gọi là những cảm biến đo sáng, gọi là cảm biến quang, tức là cảm biến về ánh sáng nha. Rồi cái máy này thì nó không có sử dụng bằng pin nha các bạn, nó đo sáng bằng cảm biến quang luôn. Ok, và hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy này nhé. Thì đầu tiên mà khi mà các bạn mua phim về thì các bạn sẽ có những cuộn phim như thế này ha, và các bạn sẽ gắn vào trong máy như Lý Biêu đã giải thích đó. Là Lý Biêu có clip hướng dẫn riêng thì các bạn xem clip đó giúp mình. Ví dụ như các bạn đã gắn phim rồi ha, thì cái máy này là cũng lưu ý luôn là khi mà các bạn mới mua về đó, thì các bạn có thể là tập chụp khi mà chưa gắn phim. Ví dụ như thế này ha, các bạn lên cò nè, bấm chụp nè. Đó. Mình lên cò nè, vặn lấy nét nè, rồi bấm chụp đó, đại khái là như thế ha. Rồi đi vào chi tiết thì đầu tiên là khi mà các bạn mua phim về thì trên mỗi cuộn phim nó sẽ có cái ISO như thế này nha. Ví dụ như cuộn phim này là có ISO là 400 thì các bạn sẽ dặn cái vòng ISO về 400. Cái vòng ISO nó sẽ nằm ở đây nha. Các bạn thấy ở đây có chữ ASA nè, ASA là ISO đó, thì các bạn sẽ dặn nè, nó sẽ có từ số 25 cho đến là số 400 ha, các bạn thấy nè. Đó. Ví dụ như mình là mua cuộn phim có giá trị ISO là 400 thì bước 1 thì các bạn vặn cái này là về 400 là ok. Sau đó các bạn lắp phim vào trong máy. Thì cái máy này để mà chụp thì nó mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ lên cò như thế này ha. Lên cò nè, xong rồi vặn lấy nét ha. Lấy nét ở đây ha. Rồi bấm chụp. Thì ở chỗ này nó có cái số này nè, gọi là cái số số lần chụp ảnh hoặc là số kiểu đã chụp. Ví dụ như bắt đầu nó sẽ là chữ S ha, chữ S là chữ star ha. Rồi mình chụp được một ảnh nó sẽ lên số 1, lên số 2, số 3 nè, ví dụ đây. Đó. Thì cái tấm đầu tiên nó sẽ bỏ và tấm thứ hai nó sẽ tính là 1 ha. À, tấm thứ ba nó sẽ lên số 2 nè. Đó. Tấm thứ tư nó sẽ lên số 3 nè, đó là như vậy. Thì khi mà các bạn chụp thì cái ống kính nó sẽ mở như này, các bạn nhìn vào đây ha, nhìn vào trong đây nè. Nè. Đó, nó mở như thế ha. Rồi. Thì khi mà các bạn chụp thì bước đầu tiên là các bạn lên cò nè. Bước thứ hai thì vặn lấy nét. Thì ở đây cái vòng này là cái vòng vặn lấy nét nha, cái vòng màu đen này nè. Mình vặn lấy nét thì các bạn chú ý đây, nó sẽ chạy, nó sẽ bốn cái biểu tượng như thế này. Cái biểu tượng hình quả núi nè, biểu tượng hình ba người nè, biểu tượng hình nửa người nè, biểu tượng hình cận cảnh nè. Đó là bốn biểu tượng như thế này ha. Cái này gọi là zone focus. Thì Lý Biêu có một clip hướng dẫn riêng về cách lấy nét cái này ha. Lấy nét nó thì ví dụ như các bạn chụp chân dung, các bạn vặn, xin lỗi, các bạn chụp phong cảnh, các bạn dặn như hình quả núi nè là chụp phong cảnh nha, dặn qua bên đây á, là chụp toàn thân giống như chụp từ đầu đến chân vậy đó, dặn qua đây giống như chụp đề mi á, nửa người này ha, ở đây giống như là chụp chân dung hoặc là chụp cận cảnh vậy đó. Có bốn cái ô như thế này gọi là zone focus. Thì á, là các bạn nếu mà chưa hiểu zone focus là gì, các bạn xem một cái clip mà
zone focus giúp mình nha. Mình có cái hướng dẫn là hướng dẫn lấy nét về đối với những máy mà zone focus. Thứ ba nữa là có một cái dòng đây nè, cái dòng có số là A hoặc là 2.8, 4, 5.6 gì nè ha. Thì đối với các bạn nào mới tập chơi á, mà các bạn không có rành am hiểu gì, các bạn cứ để chữ 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 A này cho mình nha. Bằng chữ A này là auto, nó sẽ đo sáng auto, tức là khi mà cái lượng ánh sáng là đi vào trong cái cảm biến quang này, nó sẽ đo sáng và nó sẽ cho ra cho mình một cái độ mở ống kính là hiệu quả. Còn ngoài ra cái số từ F2.8 cho đến là F22 là khi mà dùng flash. Thì đối với các bạn mà khi mà chụp ảnh cái máy này nè, mà có sử dụng những cái đèn flash như thế này, mình gắn gắn kèm theo đó, nó sẽ có những cái đèn flash như thế này, mình gắn như thế này ha, mình gắn lên đây là gọi là gắn gắn đèn flash kèm theo nè. Đó, đại khái là như thế ha. Thì khi mà các bạn gắn đèn flash thì các bạn sẽ chỉnh cái vòng này. Chỉnh cái vòng này nè, có thể mình chọn từ 2.8 cho đến 22. Thì cái này theo kinh nghiệm các bạn chụp. Ví dụ như các bạn chụp một cái vật thể nó gần thì các bạn để cái số này nó cũng lớn lên, ví dụ như số 16 hoặc 22 nè. Lý do là khi mà các bạn chụp gần thì cái lượng ánh sáng đánh ra khá là nhiều, khá là lớn, thì các bạn nên khép khẩu lại. Còn khi mà các bạn chụp xa thì các bạn mở ống kính ra, mở cái này ha. Là ví dụ chọn 4 hoặc 5.6 á, thì cái này phụ thuộc vào kinh nghiệm nha. Cái này phụ thuộc vào kinh nghiệm hoặc là các bạn phải học hỏi thêm. Trong cái này thì mình chỉ hướng dẫn sử dụng cơ bản thôi. Thì tóm lại á, thì đối với một các bạn mà mới chơi nhiếp ảnh, mới chơi máy ảnh hoặc mới tiếp cận với máy này á, thì có những cái bước như thế này. Bước 1, chỉnh ISO theo cái ISO mình phim mình mua. Bước 2, lên cò đây ha, mình vặn tới hết tay nó cứng rồi đó, mình không vặn được nữa là ok. Bước 3 là vặn lấy nét có 4 cái điểm như thế này ha. Đó. Bước 4 là mình dặn cái dòng này thì khuyến khích cho các bạn để, một là để auto, hai là các bạn để 2.8 chụp là ok nha, nó sẽ đo sáng hoàn toàn, nó sẽ hỗ trợ các bạn hết. Đó là như thế. Rồi mình bấm chụp như thế này ha. Đó. Lên cò nè, vặn lấy nét nè, bấm chụp nè, lên cò, vặn lấy nét, bấm chụp. Rồi khi mà các bạn chụp xong á, thì ở phía dưới này nè, nó có một cái này gọi là tua phim về ha. Khi mà các bạn chụp xong, ví dụ như cùng phim này là các bạn là 24 kiểu nè, các bạn chụp xong hết 24 kiểu á, thì mình sẽ bấm cái nút dưới đít này nè, mình bấm một cái, sau đó mình dặn tua phim về, mình bật cái chốt này lên nha, bật cái chốt này mình tua về, mình các bạn tua theo cái chiều mũi tên đây nha. Đó mình dặn nha nè. Đó. Đó, sau khi mình dặn xong một hồi nó hết, nó nghe một cái kịch cái, thì là sao là tô phim về xong rồi, thì mình sẽ mở nắp ra, mình lấy cùng phim ra nha. Thì đối với các bạn nào mới chơi thì các bạn cố gắng là nghiên cứu thêm, đồng thời là các bạn phải tìm hiểu về cách chơi nhiếp ảnh này kia ha, chơi nhiếp ảnh phim á. Thì mình có những cái clip hướng dẫn về series bài là tập chơi máy phim, mình có 3-4 bài đó để giải thích và hướng dẫn rõ các bạn về chơi máy phim như thế nào. Thì chơi máy phim là một cái kiểu chơi giống như là chơi đồ cổ xưa vậy đó, giống như là mình các bạn mà chơi điện thoại trắng đen hồi xưa, điện thoại cục gạch nó to to đó, còn thời đại bây giờ là điện thoại smartphone này, bấm bấm chọt chọt mà nó có rất là nhiều chức năng, còn hồi xưa thì chỉ là nghe gọi thôi. Thì cơ bản là như thế nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ Lý Bill nha. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn thì trên kênh Facebook và trên Instagram của mình á, thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình để bên dưới để tìm cho mình những chiếc máy ưng ý nha. Thì mình bán rất là nhiều máy ảnh phim và máy ảnh kỹ thuật số, mình bán khá lâu rồi, rất là uy tín luôn nha các bạn, mình bán ngàn ngàn triệu triệu máy trên đó nha. Ok, chào các bạn.